Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với những tin tức tổng hợp sáng ngày 20 tháng 4 trên pháp luật Plus báo pháp luật Việt Nam. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành bản cáo trạng truy tố 54 bị can trong vụ án chuyến bay giải cứu xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Trong đó, 18 bị can bị truy tố về tội nhận hối lộ với khung hình phạt 20 năm tù, tù trung thân hoặc tử hình. 54 bị can trong vụ án lần lượt bị truy tố về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 18 bị can bị truy tố về tội nhận hối lộ, theo quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt 20 năm tù, tù trung thân hoặc tử hình. Trong số này có cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã nhận số tiền hối lộ rất lớn. Ông Dũng có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo phê duyệt kế hoạch tổ chức chuyến bay theo đề xuất của Cục Lãnh sự trước khi xin ý kiến của Tổ công tác 5 Bộ ngoại giao, y tế, công an, giao thông, vận tải, quốc phòng. Biết được vai trò của ông Tô Anh Dũng, 13 cá nhân đại diện doanh nghiệp đã tìm cách tiếp cận, móc nối, đặt vấn đề để Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khi đó giải quyết các thủ tục liên quan đến cấp phép chuyến bay giải cứu, đưa công dân về nước khi xảy ra dịch COVID-19. Theo cáo trạng, ông Tô Anh Dũng đã 8 lần nhận hối lộ của bà Hoàng Diệu Mơ, tổng số tiền 8,5 tỷ đồng. Trong đó 6 lần ông Dũng nhận tiền tại phòng làm việc và 2 lần nhận tiền ở gần cổng trụ sở Bộ ngoại giao. 29 lần khác ông Tô Anh Dũng nhận tiền của các doanh nghiệp cũng diễn ra tại phòng làm việc, ngoài quán cà phê hoặc nhà hàng. Đại diện doanh nghiệp sẽ phải chi tiền cảm ơn và thực tế ông Dũng đã nhiều lần nhận tiền hối lộ. Tổng cộng ông Dũng đã bị quy kết nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng của các doanh nghiệp trong vụ chuyến bay giải cứu. Thưa quý vị, Bộ Công an vừa chủ trì xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến phòng cháy chữa cháy. Theo Bộ Công an, Nghị định 136-2020-NDCP và Nghị định 83-2017-NDCP đã bộc lộ những bất cập trong việc giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Do vậy, việc xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu đổi mới về phân cấp, giải quyết thủ tục hành chính dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung gồm 3 điều, trong đó điều một sửa đổi bổ sung quy định về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy chữa cháy gồm cấp phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ, thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Điều 2 sửa đổi bổ sung quy định về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cứu nạn cứu hộ, cụ thể, xây dựng thực tập diễn tập phương án kế hoạch cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy, đào tạo bồi dưỡng huấn luyện hướng dẫn kiến thức về cứu nạn cứu hộ, biểu mẫu về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa đề xuất nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn sở hữu chéo, siết cho vay doanh nghiệp và xử lý sự cố rút tiền hàng loạt tại tổ chức tín dụng thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng đã ký tờ trình gửi quốc hội dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi dự thảo lần này bổ sung quy định tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt được áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ cụ thể tổ chức tín dụng sẽ không bị áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm thiếu dự trữ bắt buộc và không tuân thủ tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định trong giai đoạn bị rút tiền hàng loạt các tổ chức tín dụng cũng được vay đặc biệt Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và tổ chức tín dụng khác theo quy định luật này. Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét quyết định thực hiện các biện pháp hỗ trợ thanh khoản riêng với nhóm này, với khoản vay đặc biệt để tổ chức tín dụng giải quyết, xử lý sự cố khách hàng rút tiền hàng loạt. Dự thảo quy định với lãi suất cho vay là 0% trên một năm, với thời hạn như cho vay đặc biệt khác. Thưa quý vị, nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh vừa lên tiếng về việc một đoàn hát tự ý treo hình ảnh và tên của mình tại hội trợ ở Hải Dương. Cụ thể, theo biển quảng cáo, các nghệ sĩ sẽ góp mặt bao gồm những tên tuổi đình đám như Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Tuấn Hưng. Tuy nhiên, vua Hải Đất Bắc khẳng định hoàn toàn không có việc ông biểu diễn tại đây. Nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ, Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền và Tuấn Hưng không biểu diễn tại nhà thi đấu thể thao huyện Kim Thành, không biết đơn vị tổ chức nào đăng thông tin sai sự thật. Trước đó, ca sĩ Tuấn Hưng cũng lên tiếng về vụ việc này. Hiện nam ca sĩ đang có chuyến lưu diễn tại Mỹ. Được biết, địa điểm diễn ra chương trình ca nhạc hội trợ mượn danh những ca sĩ trên ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Ngày 19 tháng 4, sau 7 ngày điều tra liên tục, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội bắt giữ được kẻ chọc thủng lốp 10 ô tô đỗ ở vỉa hè Hồ Linh Đàm về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Ngày 19 tháng 4, Công an quận Hoàng Mai cho biết đã tạm giữ hình sự Hồ Ngọc Toàn, sinh năm 1986, trú tại phường Mai Động, Hoàng Mai để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Toàn là nhân viên một bãi gửi xe gần khu vực Hồ Linh Đàm. Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4, Công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo của người dân về việc nhiều xe ô tô đỗ trên khu vực vỉa hè quanh Hồ Linh Đàm thuộc địa phận phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai bị chọc thủng lốp. Kết quả điều tra xác định tối ngày 9 tháng 4, toàn ngồi uống nước trong khu đô thị Linh Đàm, sau đó đối tượng đeo khẩu trang đi dọc hồ Linh Đàm rồi dùng kéo nhọn chọc thủng lốp hơn 10 xe ô tô. Gây án xong toàn về bãi xe nơi mình làm việc, lấy xe rồi trở về nhà. Ngày 19 tháng 4, công an tỉnh Bắc Giang cho biết, công an huyện Tân Yên vừa bắt một đối tượng nổ súng bắn người trên địa bàn. Hiện nghi phạm gây ra vụ việc đã được đưa về tạm giữ tại công an huyện Tân Yên để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc. Trước đó, lực lượng chức năng huyện Tân Yên và tỉnh Bắc Giang xác định giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn, sau đó một trong hai người đã dùng súng bắn đối phương. Ngay sau khi gây án, nghi phạm dùng súng bắn người bỏ trốn khỏi hiện trường, còn nạn nhân đã được người dân địa phương đưa đi cấp cứu. Theo cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang, cả nạn nhân và nghi phạm đều không phải là người địa phương và đến địa bàn xã Liên Sơn kinh doanh. Hiện công an huyện Tân Yên đang phối hợp với công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và phản ánh xin gửi về tòa soạn tầng 1, tòa N06B1, phố Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.